Cái gì? Cánh sao mà bầm như vậy, vậy cột hay gì đâu, qua cũng bầm đó, cũng bầm. Đặt hai cái giò. Sao cái cánh nó bị sưng? Kề bớt cái cánh đi. Kề nó xanh. Nó còn nó lông nữa. Nó bụt chứ chi. Okay.
Ngứa phì hay gì á. Mở không ra. Ngứa phì. Đây cái công ty này ăn tiền. Bán mì luôn hả? Không, riêng. Không cho đi. Được rồi. Mình vô cô ha. Ăn gì được rồi. Hả? Ừ? Ai biết em giàu quá anh chị. Ủa anh, tại anh kêu em như vậy. Anh nhờ vô.
hả? Có làm bị ướt mình gì em không? Tắm có nhà tắm rồi. Có chỗ tắm mà. Cho anh hỏi đi ăn tiệc không? Ngao mềm mại, ngao đó không có mềm mại chút nào. Chặt nó bỏ đi, khúc trong bỏ luôn đi. Bày đót luôn. Chỉ cặp nó mỏ giống như gãy răng nữa kìa. Cái gì? Gãy răng hay gì vậy? Nó bị trắng lộn với người ta. Tét mỏ luôn hả? Bị ghê vậy luôn á. Giải cứu nó đi. Nó vậy luôn không à? Lâu chưa? Lâu rồi. Giải cứu cho nó.